Bài tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái chi tiết nó như thế này. Phân tích bản vẽ một chút. Theo như cái quy tắc dựng hình ở SolidWorks thì cái chi tiết này mình có thể phân tích như sau. Đầu tiên đó là dựng một cái hình khối khối hình hộp hình chữ nhật, cái vùng này đẩy nó lên từ cái mặt trên cùng, chúng ta sẽ tạo cái hình này và đẩy nó lên tiếp. Và cũng từ mặt này chúng ta sẽ vẽ một đường tròn để cắt cái đường tròn này. Thì bắt đầu thực hiện như sau. Tạo một bản lệ. Chúng ta bắt đầu vẽ từ mặt tốt. Sketch. Đây. Đầu tiên vẽ hình chữ nhật R. Để xem kích thước như thế nào. Kích thước của hình chữ nhật này đó là dài 70, rộng 40 và cao 20. Đây. S. Tạo kích thước dài 70. Rồng bao nhiêu nhỉ? Rồng 40. Và E để x trụ lên bao nhiêu? X trụ 20. Đấy. Trụ 20 xong. Các cái chi tiết như là các cái chi tiết vạt này thì mình để sau. Từ cái mặt tốt này mình vẽ một cái hình nó như thế này để đẩy lên được nó như thế này. Thì sketch chuột phải đi lên. Hình này xem nào. Đầu tiên mình sẽ vẽ một hình chữ nhật, sau đó vẽ một hình chữ nhật nhỏ và cắt các cái khoảng thưa. Hình chữ nhật nó sẽ có là chiều rộng là 30. Đây, giờ mình chọn cái góc này để cố định. Đây, chiều này là 30. Rồi. Vẽ tiếp một hình chữ nhật khác. R. Hình chữ nhật này mình để tấm ở đấy. Đấy. Xem kích thước này. Khoảng giữa hai cái này đó là khoảng 20 và cái bên này là 30 trừ 20 bằng 10, tức là S. Cái này sẽ là 20, giữa hai đường này là 10. Đấy. Giờ mình xin lệnh trim để cắt những cái đoạn thẳng thưa. Lệnh trim có phím tắt là T. Đấy. Chỉ cần kéo qua những cái đoạn thẳng thưa. Đây. Rồi ok, mình sẽ có một hình chữ nhật nữa nha. Ví dụ lệnh E để x trụ nó lên. X trụ nó lên có chiều cao đó là chỗ này 40 trừ 20 là còn 20, thì đây chỗ này là 20. Đấy. Ok. Cái vạt này thì đây thì mình thấy là nó nghiêng 45 độ và cả hai chiều đều 20, thì mình có thể dùng này chamfer, thì vào đây chamfer tròn cạnh này và điều chỉnh thông số ở đây, khoảng cách đấy gọi là 20, góc vẫn là 45 độ. Đây mình có thể xem preview này. Ok đấy. Để tạo cái đường tròn ở giữa thì mình tiếp tục vẽ trên cái mặt này một đường tròn có đường kính phi 20, phi 20 sketch phải lên một c một tạo một cái đường kính S 20. Đấy. Bây giờ mình tính vị trí của tâm nó sẽ cách đằng này là 50 và nó nằm ở giữa. Cái này thì lúc nãy mình nằm ở giữa, rồi bây giờ mình chỉ cần đo từ đấy đến đấy. Đấy, 50. Đấy, đây là vị trí của đường tròn. Bây giờ mình sẽ cắt cái đường tròn này xuống dưới. Thì Shift E chọn Through All. Đấy, có thể xem này. Ok, xong. Rồi, cái đây, những cái góc lườn này, thì góc lườn này thì mình dùng lệnh Fillet. Fillet với bán kính là 10. Đây vào đây fillet, đây chọn các cái cạnh để fillet, nó cũng hiển thị preview cho mình. Ở đây thì nó đang được bán kính là 10 mà ở đây bán kính của mình còn là 10 thì ok luôn. Ok đây xong đây, một chi tiết này.